tin Canada và thế giới nhanh chóng trung thực chính xác Culture Channel kênh tin tức uy tín hàng đầu của người Việt tại Canada. Xin chào quý vị đến với bản tin sáng của ngày 16 tháng 8 năm 2022 trên kênh Culture Channel và sau đây chúng tôi xin điểm qua một số các bản tin chính đáng chú ý trong ngày sự chậm trễ của visa lao động làm ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động kinh doanh của Canada. Alberta tìm cách thu hút những lao động lành nghề từ Vancouver và Toronto. Bức giá thuê nhà trung bình tại Ontario đã tăng trong tháng 7 ra sao? Thị trưởng Montreal kêu gọi các đảng cấp tỉnh phải cam kết nhiều hơn với thành phố trong cuộc bầu cử sắp tới. Giá thuê Airbnb tại Toronto đắt ngang với thuê phòng khách sạn cơ quan vận chuyển TTC biến một tòa nhà 90 tuổi thành một ga tàu điện, tàu lửa của hội trợ CNE an toàn bất chấp cuộc đình công liên tục của các thành tra. Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản lần đầu tiên diễn tập phòng thủ tên lửa chung trong bối cảnh căng thẳng với Triều Tiên và Trung Quốc. Tại Đức, một người đã chết sau khi một chiếc xe BMW tự lái lao vào dòng xe đang chạy ngược chiều và công ty JERA của Nhật Bản đã mua lại 35% cổ phần công ty năng lượng tái tạo của Việt Nam với giá 15 tỷ yên. Tuấn Liêm xin kính chào quý vị và hoan nghênh và... quý vị đến với bản tin sáng trên kênh Culture Channel. Chương trình này được thực hiện bởi ban biên tập của tạp chí Culture Magazine. Và để ủng hộ cho chương trình thì xin quý vị nhớ bấm like, comment và share mà khi xem chương trình. Rất cảm ơn quý vị. Và sau đây mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết. sự chậm trễ của visa lao động đã làm ảnh hưởng xấu tới hoạt động kinh doanh của Canada. Các công ty Canada và các tổ chức học thuộc và các tổ chức được chính phủ tài trợ tiếp cận với lĩnh vực nhập cư đang bị ảnh hưởng xấu về sự chậm trễ của cơ quan nhập cư, tị nạn và quốc tịch Canada, gọi tắt là IRCC. Canadian Employee Relocation Council, gọi tắt là CERC, là một tổ chức phi lợi nhuận đặc biệt quan tâm đến các vấn đề về sự di chuyển của lực lượng lao động đã thực hiện một cuộc khảo sát trong tháng 6 năm 2022. Tổng cộng 33 tổ chức thường xuyên tiếp cận với chương trình di chuyển quốc tế IMF đã trả lời vào cuộc khảo sát. Từ tháng 6 đến tháng 7, tổng lượng ứng viên còn tồn động tại IRCC đã tăng từ 2,4 triệu lên 2,7 triệu, tăng 12%. Trong cùng thời gian đó, lượng công nhân nước ngoài tạm thời tồn động đã tăng 21%, từ 408.733 lên 493.746 người nộp đơn. Tình trạng tồn động đang làm gia tăng thời gian xử lý vượt khóa tiêu chuẩn dịch vụ của IRCC. Trong số các nhà tuyển dụng tham gia cuộc khảo sát, có đến 97% thuê nhân viên quốc tế thông qua các chương trình giấy phép lao động và 53% thông qua mục đích nhập cư kinh tế. Hầu hết 90% các tổ chức được khảo sát sử dụng trên 2.000 công nhân và 31% sử dụng hơn 10.000 công nhân. Khi được hỏi về tầm quan trọng của nhân tài quốc tế đối với doanh nghiệp, 100% đồng ý với nhận định những đóng góp của nhân tài quốc tế rất quan trọng đối với hoạt động kinh doanh của chúng tôi. Tuy nhiên, sự chậm trễ khâu xử lý tại IRCC đang có tác động tiêu cực đến 97% hoạt động trong năm tới của các cá nhân được hỏi. Khoảng 94% các tổ chức đã hủy bỏ hoặc là trì hoãn các dự án về tình trạng chậm trễ đối với 55% tổ chức, sự chậm trễ đã dẫn tới tổn thất doanh thu. Một số trường đại học tại Canada đã tham gia vào cuộc khảo sát, trong đó 29% báo cáo việc hủy bỏ hoặc là hoãn các chương trình giáo dục cũng như sự chậm trễ trong các dự án nghiên cứu. Alberta tìm cách thu hút những công nhân lành nghề từ Vancouver và Toronto. Chính phủ Alberta đang tìm cách thu hút các công nhân lành nghề từ Toronto và Vancouver đến tỉnh và đã khởi động chiến dịch tuyển dụng vào sáng thứ hai. Thủ hiến Kenny nói trong một thông báo vào ngày thứ hai, Alberta đã trở lại một cách vĩ đại, nhưng mà một trong những thách thức lớn nhất để duy trì sự tăng trưởng đáng kinh ngạc đó là có đủ người để lấp đầy tất cả các công việc đang có. Và thực ra, đó cũng không phải là một điều quá tiêu cực. Alberta có mức tăng trưởng việc làm cao nhất ở Canada vào năm 2022 với 68.000 người đang làm việc. Chiến dịch Alberta is Calling sẽ bắt đầu ngay lập tức với các quảng cáo ở Vancouver và Toronto tại các trạm xe buýt, phương tiện công cộng và trên đài phát thanh và phương tiện truyền thông xã hội. Các áp phích và biển quảng cáo nổi bật bao gồm các thông điệp như là thời gian đi làm ngắn hơn nhưng lại có nhà lớn hơn. Chiến dịch chủ yếu tập trung vào khả năng chi trả của cuộc sống ở Alberta so với Toronto và Vancouver sẽ tiêu tốn 2,6 triệu đô la tỉnh cho biết một giai đoạn thứ hai với tác động lớn hơn sẽ bắt đầu vào giữa tháng tới. Giáo sư marketing David Finn của Đại học Mount Royal là đồng tác giả của một báo cáo về sự di chuyển của thanh niên từ Alberta và tìm hiểu lý do tại sao thanh niên rời tỉnh và chuyển đến các nơi khác. Ông Finn cho biết, nghiên cứu của ông đã phát hiện ra rằng người dân Alberta hiện nay đang sống ở những nơi như là Toronto và Vancouver đã rời Alberta kinh tế và các yếu tố liên quan đến khả năng chi trả là quan trọng nhưng mà chúng chắc chắn không phải là yếu tố quyết định giáo sư Finch nói và nhấn mạnh thêm mọi người sẽ đến và đi do phong cảnh lối sống và sự sẵn có của các chương trình xã hội ông Finch tin rằng chiến dịch mới của alberta chỉ nên là một phần nhỏ trong việc xây dựng lại thương hiệu cho hình ảnh của tỉnh vì quảng cáo sẽ giúp tỉnh được nhiều người biết hơn nhưng mà chưa chắc đã xây dựng được lòng tin với mọi người mức giá thuê nhà trung bình tại Ontario đã tăng trong tháng 7 ra sao? Theo kết quả của một phân tích trực tuyến gần đây, phát hiện chi phí thuê nhà ở Ontario trong tháng trước đã tăng cao hơn so với hầu hết các tỉnh bang khác ở Canada. Báo cáo cho thấy Ontario xếp thứ hai khi nó đến giá thuê trung bình cao nhất trong tất cả các loại nhà trong tháng 7. Tỉnh duy nhất vượt qua Ontario là British Columbia với mức tăng 19% so với cùng kỳ năm ngoái. Tại Ontario, giá thuê nhà trung bình đã tăng trong tháng 7 lên 2.332 đô la một tháng, đánh dấu một mức tăng 3,1% hàng tháng và mức tăng 15,2% hàng năm. Nhìn chung thì giá thuê trung bình ở trung tâm Toronto đã tăng 24% so với cùng kỳ năm ngoái vào tháng 7. Đối với căn hộ một căn phòng thì giá thuê mức 2.257 vào tháng 7, đánh dấu mức tăng 21,6% so với cùng kỳ năm trước ở Toronto. Đối với căn hộ 2 phòng ngủ thì mức tăng đó đã tăng 25%, lên 3.259 đô la. Giá thuê trung bình hàng tháng tại thành phố đã tăng 4% đối với căn hộ 1 phòng ngủ và 7,8% đối với căn hộ 2 phòng ngủ. Trong khi trung tâm của thành phố Toronto nổi tiếng với các căn cho thuê đắt đỏ, ba trong số các thị trấn cũ của nó tại Etobicoke, North York và Scarborough cũng chứng kiến sự gia tăng giá thuê đáng kể trong tháng 7. Tại Etobicoke, chi phí thuê căn hộ một phòng ngủ trung bình là 2.007 đô la vào tháng 7 và 2.582 đô la cho một căn hộ hai phòng ngủ. So với năm ngoái thì con số này đánh dấu mức tăng 11,5% đối với căn hộ một phòng ngủ ở Atopico và tăng 9,3% đối với căn hộ hai phòng ngủ. Ở North York thì những người thuê nhà đã phải trả trung bình là 1.913 đô la cho một căn hộ một phòng ngủ vào tháng trước và giá là 2.469 đô la cho một căn hộ có hai phòng ngủ. So với năm ngoái, thì giá thuê trung bình hàng tháng trong tháng 7 đã tăng 14,6% đối với căn hộ 1 phòng ngủ và tăng 21,9% đối với căn hộ 2 phòng ngủ. Một thành phố ở phía đông, đó là Scarborough, thì chi phí thuê một công phòng ngủ là $1,635 635 đô la một tháng vào tháng 7. Giá thuê của căn hộ 2 phòng ngủ ở mức 2.133 đô la. So với năm ngoái, thì giá thuê đã tăng 3,1% đối với căn hộ 1 phòng ngủ và 15,2% đối với căn hộ 2 phòng ngủ nghiên cứu cho thấy người thuê nhà ở các phần khác của GTA cũng đang trả tiền thuê cao hơn đáng kể. Tại thành phố Mississauga, một căn hộ một phòng ngủ có giá 1.862 đô la vào tháng trước, trong khi giá thuê cho một căn hộ hai phòng ngủ là 2.394 đô la. So với năm ngoái thì giá thuê đã tăng 6,2% đối với căn hộ một phòng ngủ và 12,4% đối với căn hộ hai phòng ngủ. Tại thành phố Vaughan, một căn hộ một phòng ngủ có giá 1.825 đô la vào tháng trước, giá thuê cho căn một căn hộ hai phòng ngủ chạm mức 2.396 đô la. Trong khi đó, các con số này đã đánh dấu mức tăng 7,4% so với năm ngoái đối với căn hộ một phòng ngủ và 12,5% đối với căn hộ hai phòng ngủ. Những người thuê nhà tại Brampton cũng phải trả 1.772 đô la một căn hộ một phòng ngủ trong tháng 7 và 2.388 đô la cho một căn hộ hai phòng ngủ. So với năm trước, thì giá thuê tăng 13,8% đối với căn hộ một phòng ngủ và tăng 33,2% đối với căn hộ hai phòng ngủ tại Brampton. Và sau cùng là thành phố Oshawa, chi phí trung bình thuê một căn hộ một phòng ngủ là 1626 đô la và 1953 đô la cho căn hộ hai phòng ngủ. So sánh với năm ngoái, thì con số này đánh dấu mức tăng 8,1% đối với căn hộ một phòng ngủ ở Oshawa và 16,8% đối với căn hộ hai phòng ngủ. Bên ngoài GTA, lạm phát tiền thuê nhà hàng tháng đã tăng từ 24% lên 26% ở các thành phố London, Hamilton và Kitchener. Thị trưởng Montreal kêu gọi các đảng ở cấp tỉnh hãy cam kết nhiều hơn với thành phố trong cuộc bầu cử sắp tới. Khi cuộc bầu cử cấp tỉnh của Quebec sắp đến gần, Thị trưởng Montreal Valerie Plain đang kêu gọi tất cả các đảng phái chính trị hãy đưa ra một kế hoạch rõ ràng để hỗ trợ tầm nhìn của thành phố cho tương lai. Thành phố cho biết sự phát triển kinh tế, văn hóa và xã hội của Montreal mang lại lợi ích cho toàn tỉnh và phải được hỗ trợ liên tục bởi chính phủ Quebec. Thị trưởng đang kêu gọi các đảng ủng hộ việc đại tu thành phố và thông qua một kế hoạch đầu tư cơ sở hạ tầng lớn phù hợp với tầm nhìn của thành phố. Bà cho biết, Montreal đang nỗ lực giải quyết các vấn đề như là biến đổi khí hậu, bạo lực súng đạn và khủng hoảng nhà ở, nhưng mà thành phố không thể làm điều đó một mình. Thành phố cho biết các khoản hỗ trợ tài chính thích đáng từ tỉnh Quebec sẽ cho phép Montreal đạt được các mục tiêu không phát thải carbon vào năm 2050, bảo vệ sự đa dạng của các khu phố trong việc xây dựng nhà ở xã hội và phát triển phương tiện công cộng. Bà Plan không nói chính xác Montreal cần bao nhiêu tiền tài trợ, nhưng mà bà nói rõ, trước cuộc bầu cử vào ngày 3 tháng 10 các đảng cấp tỉnh phải khứa làm nhiều hơn cho thành phố. Cùng với việc đại tu thuế để có nhiều tiền hơn vào kho bạc của thành phố, Montreal đang kêu gọi chính phủ hiện đại hóa, luật tịch thu và đầu tư nhiều hơn vào các dịch vụ cảnh sát. Thành phố cũng muốn được đầu tư lớn hơn cho việc bảo vệ và xây dựng nhà ở, xã hội và giá cả phải chăng. Thuê nhà Airbnb ở Toronto bây giờ cũng đắt ngang như là thuê phòng khách sạn. Kể từ khi Airbnb ra đời, thì hàng trăm triệu du khách mỗi năm đã chọn thuê các căn hộ từ người dân địa phương thay vì là ở trong khách sạn khi khám phá một địa điểm mới. Mặc dù việc thuê nhà ngắn hạn có thể mang lại trải nghiệm độc đáo, chân thực hơn là một thành phố mới, yếu tố chính khiến cho nhiều người quyết định sử dụng các nền tảng như là Airbnb là thực tế rằng các lựa chọn đó thường rẻ hơn nhiều so với khách sạn trong cùng khu vực. Tuy nhiên, dữ liệu mới đây cho thấy ở một số nơi bao gồm cả thành phố toronto thì điều này hầu như không còn xảy ra nữa một phân tích gần đây đã so sánh giá airbnb và khách sạn tại các vùng trên toàn thế giới để đánh giá tác động của đại dịch đối với chi phí chỗ ở các công ty nhận thấy rằng các khách sạn theo truyền thống có tỷ lệ người ở nói chung cao hơn so với các nhà được thuê cho kỳ nghỉ ngắn hạn thì lại bị ảnh hưởng nặng nề hơn bởi cuộc khủng hoảng covid phần lớn là do sự sụt giảm của các chuyến du lịch liên quan tới công việc và mặc dù đã có một lệnh cấm ngắn hạn đối với Airbnb ở các thành phố như là Toronto do COVID-19, thế nhưng nhà cho các kỳ nghỉ thường rộng rãi hơn và do đó có lợi hơn nếu cần giãn cách và đồng thời cũng tốt hơn đối với những người muốn lưu trú dài hạn vốn tăng trong những tháng đóng cửa. Khi ngành du lịch phục hồi thì giá cả thực sự đã thay đổi. Chẳng hạn như tại thành phố Toronto thì chi phí của một căn hộ hoặc là Airbnb của một phòng ngủ hiện nay đang tăng và trung bình chỉ rẻ hơn 33 đô la một đêm so với phòng khách sạn vào tháng 7, 214 đô la so với 247 đô la. Một điều đáng chú ý, đây là mức tăng đột biến 44% ở chi phí cho thuê nhà dành cho kỳ nghỉ ngắn hạn so với tháng 7 năm 2019 trước đại dịch. Trong khi đó thì giá của khách sạn chỉ tăng có 24% trong cùng khoảng thời gian đó. Những con số này cũng chỉ bao gồm giá phòng cơ bản, chưa tính tới phí dịch vụ, dọn dẹp và các phí khác của Airbnb Điều này có thể làm cho việc lưu trú trong khách sạn thậm chí còn hấp dẫn hơn đối với các cá nhân hoặc là nhóm nhỏ nếu mà chi phí là yếu tố quan trọng nhất đối với họ. TDC biến một tòa nhà 90 tuổi thành một ga tàu điện. Trạm Eglinton Crosstown LRT đã là nguồn gốc của các vấn đề xây dựng và giao thông ở Toronto trong hơn một thập kỷ qua, nhưng mà tuyến đường sắt dài 19 km hiện nay đang được hoàn thiện ở những bước cuối cùng trước khi chính thức hoạt động. Các tuyến đường đã hoàn thành và các chuyến tàu đang trong quá trình thử nghiệm và phần còn lại của công việc được tập trung ở các nhà ga dùng để kết nối hành khách trên line 5 của TTC. Nhiều tòa nhà ga trong số này có phong cách thiết kế gắn liền với kính và thép, nhưng một nhà ga dọc theo trung tâm của tuyến qua trung tâm khu Midtown sẽ biến ngoại thất của một tòa nhà có tuổi đời gần một thế kỷ thành một lối vào nhà ga mới. Tòa nhà trước đây là ngân hàng Empire Bank ở góc tây bắc của Mount Pleasant và Eglinton sẽ trở thành lối vào chính dẫn tới Mount Pleasant Station. Gần đây nhất được sử dụng làm địa điểm của một quán cà phê Second Cup và hoạt động kinh doanh khác. Tòa nhà gần 90 năm tuổi này đã được phá dỡ cẩn thận vào năm 2016. Trong quá trình tỉ mỉ đó, các viên gạch riêng lẻ và một mặt tiền đã được ghi nhãn, lập danh mục và lưu trữ để lắp ráp lại sau này. tàu lượng của hội trợ CNC an toàn bất chấp cuộc đình công liên tục của các thanh tra. Chỉ còn 4 ngày nữa là hội trợ Canadian National Exhibition, gọi tắt là CNE, sẽ diễn ra và các cơ quan chức năng đang khẳng định rằng chuyến tàu lượng và các khu vực khác của hội trợ sẽ an toàn bất kể một cuộc tình công liên tục của các thanh tra an toàn. Khoảng 170 thanh tra an toàn của cơ quan tiêu chuẩn kỹ thuật và an toàn gọi tắt là TSSA đã đình công vào ngày 21 tháng 7 năm nay và đã đàm phán kể từ tháng 11 năm 2021. Các thành viên của Liên minh Nhân viên Dịch vụ Công Ontario, gọi tắt là OPSEU, đã đình công bên ngoài khuôn viên của sự kiện vào ngày Chủ nhật và kêu gọi TSSA tiếp tục đàm phán. Họ lo ngại rằng các tàu lượng và thiết bị có thể không được kiểm tra thích hợp cho các thành viên đình công. Tuy nhiên, TSSA cho biết, các công nhân khác đã được đưa đến để kiểm tra các tàu lượng và bảo đảm chúng sẽ an toàn cho họ chợ. TSSA tuyên bố trong một thuyết vào cuối tuần, tất cả các chuyến đi của CNE đều được TSSA kiểm tra và cấp phép trước khi CNE khai trương và chúng cũng được kiểm tra trong tất cả 18 ngày diễn ra sự kiện bởi các thợ máy được TSSA chứng nhận. Tất cả các cuộc kiểm tra an toàn được yêu cầu sẽ được thực hiện cho CNE. Trong một tuyên bố trên trang web của mình, CNE cho biết Họ đang làm việc để bảo đảm việc gián đoạn lao động sẽ không ảnh hưởng tới sự an toàn của khách, nhà cung cấp và nhân viên của họ. CNE sẽ hoạt động trở lại từ ngày thứ Sáu sau hai năm gián đoạn do đại dịch COVID-19. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Canada và Thế giới trên kênh Culture Channel. Kính mời quý vị đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chọn nút chuông O ở kế bên để theo dõi các video tiếp theo. Và sau đây chúng tôi sẽ điểm qua một số tin tức thế giới đáng chú ý. Nhiều vụ nổ đã làm rung chuyển căn cứ Nga ở bán đảo Crimea. Hơn 1.000 trẻ em Ukraine đã thiệt mạng hoặc là bị thương kể từ cuộc chiến. Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản lần đầu tiên diễn tập phòng thủ tên lửa chung trong bối cảnh căng thẳng với Triều Tiên và Trung Quốc. Tại Đức, thì một người đã chết sau khi một chiếc xe BMW tự lái lao vào dòng xe đang chạy ngược chiều công ty Jera của Nhật Bản đã mua lại 35% cổ phần công ty năng lượng tái tạo của Việt Nam với giá 15 tỷ yên. 21.000 con cá đã chết tại trung tâm nghiên cứu thuộc Đại học California. Và sau đây, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết. Nhiều vụ nổ lớn đã làm rung chuyển căn cứ Nga ở bán đảo Crimea và hơn 1.000 trẻ em đã thiệt mạng hoặc là bị thương kể từ cuộc chiến. Các vụ nổ đã làm rung chuyển một kho đạn dược và làm gián đoạn các chuyến tàu ở Crimea do Nga sát nhập vào hôm thứ Ba. Đây là vụ nổ mới xảy ra tại khu vực mà Moscow sử dụng làm đường tiếp tế cho cuộc chiến ở Ukraine. Kiev đã ám chỉ một cách bóng gió về sự can dự của họ, và nếu điều đó là đúng thì động thái này có khả năng sẽ làm thay đổi tiến trình của cuộc xung đột đã kéo dài 6 tháng. Moscow đã gọi vụ việc là một sự phá hoại và đồng thời xác nhận rằng có hai người đã bị thương, giao thông đường sắt đã bị đình trệ và khoảng 2.000 người ở một ngôi làng gần đó đã phải di tản. Trong một vụ việc khác, những đám khói đã được nhìn thấy từ một căn cứ quân sự của Nga gần với khu định cư Varysky ở miền trung Crimea. Hãng thông tấn RIA của Nga cho biết, bảy chuyến tàu chở khách đã bị hoãn và giao thông đường sắt trên một phần của tuyến ở phía bắc của Crimea đã bị đình chỉ điều đó có thể làm gián đoạn khả năng hỗ trợ quân đội Ukraine bằng khí tài quân sự. Về mặt thương vong, trưởng công tố Ukraine hôm thứ Hai cho biết ít nhất có 361 trẻ em Ukraine đã chết và 711 trẻ em bị thương. Trong cùng ngày, giới chức Ukraine cho biết ít nhất 3 dân thường Ukraine đã thiệt mạng và 20 người bị thương trong các vụ nã pháo mới nhất của quân đội Nga. Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản lần đầu tiên diễn tập phòng thủ tên lửa chung trong bối cảnh căng thẳng với Triều Tiên và Trung Quốc. Lầu Năm Góc hôm thứ Ba cho biết, Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản đã tham gia cuộc tập trận phòng thủ tên lửa đạn đạo ngoài khơi của biển Hawaii vào tuần trước. Đây là lần đầu tiên cả ba quốc gia này tổ chức các cuộc tập trận tương tự kể từ năm 2017, sau khi quan hệ giữa Seoul và Tokyo đã xuống tới mức thấp nhất trong nhiều năm vào những năm 1919 kể từ khi Nhật Bản chiếm bán đảo Triều Tiên vào năm 1910 đến năm 1945. Cuộc tập trận được gọi là một cuộc tập trận rồng Thái Bình Dương đa quốc gia để nhằm cảnh báo tên lửa, tìm kiếm và theo dõi tên lửa đạn đạo đã diễn ra vào ngày 8 đến ngày 14 tháng 8 và đồng thời thể hiện cam kết của ba nước trong việc ứng phó với những thách thức do Triều Tiên đặt ra, bảo vệ an ninh chung và củng cố trật tự quốc tế dựa trên luật lệ, theo Lầu Năm Góc cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Ba, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cũng xác nhận rằng quân đội nước này sẽ tiếp tục hoạt động huấn luyện thực địa bị đình chỉ từ lâu trong cuộc tập trận chung với Mỹ sẽ tổ chức vào ngày 22 tháng 8 đến ngày 1 tháng 9. Hai bên sẽ thu hẹp lại các cuộc tập trận quân sự kết hợp trong những năm gần đây do COVID-19 và nỗ lực giảm bớt căng thẳng với Triều Tiên. Quốc gia vốn đã có các cáo buộc tập trận là một cuộc diễn tập để xâm lược. chuyển sang Đức. Một người đã chết sau khi một chiếc xe BMW tự lái đã lao vào dòng xe đang chạy ngược chiều. Cảnh sát Đức hôm thứ Ba cho biết một người đã chết và chín người bị thương sau khi một chiếc xe BMW thử nghiệm tự lái đã lao vào dòng xe đang chạy ngược chiều, gây ra một vụ tai nạn bốn xe vào chiều thứ Hai. Cảnh sát ở một thị trấn phía nam Rutlingen cho biết chiếc BMW iX chạy điện chở 5 người trên xe, trong đó có một trẻ nhỏ đã rẽ khỏi một làn đường tại một khúc cua và lao vào một dòng xe đang chạy ngược chiều, tông vào một chiếc xe Citroen đang chạy tới. Chiếc xe BMW sau đó đã đâm trực diện vào một chiếc xe van Mercedes-Benz, khiến cho một hành khách 33 tuổi trên chiếc xe đó thiệt mạng. Trong khi đó, người phụ nữ 70 tuổi điều khiển chiếc Citroen đã mất lái và đâm vào một chiếc xe khác, chở hai người trên xe, đẩy chiếc xe này văng ra khỏi làn đường và khiến cho xe bốc cháy. Cảnh sát cho biết Họ đã điều động 4 trực thăng cứu hộ để tham gia ứng phó y tế và những người bị thương đã được đưa đến một bệnh viện trong khu vực, bao gồm tài xế 43 tuổi điều khiển chiếc xe BMW và ba người lớn 31 tuổi, 42 tuổi và 47 tuổi và một đứa trẻ 18 tháng tuổi. Tất cả nạn nhân đều ở trong chiếc xe thử nghiệm. Ông Michael Sato cho biết, không rõ là người lái xe 43 tuổi đang cầm lái chiếc xe thử nghiệm BMW đã chủ động đánh lái hay là liệu chiếc xe đang di chuyển tự động vào thời điểm xảy ra va chạm. BMW đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận. Công ty Chora của Nhật Bản sẽ mua lại 35% cổ phần công ty năng lượng tái tạo của Việt Nam với giá 15 tỷ yên. Công ty phát điện lớn nhất của Nhật Bản Chora hôm thứ Ba cho biết họ sẽ chi khoảng 15 tỷ yên tức là 112 triệu Mỹ Kim để mua 35,1% cổ phần của công ty cổ phần điện Gia Lai, gọi tắt là GEC, của Việt Nam nhằm mở rộng hoạt động kinh doanh ở nước ngoài. Việc mua lại một chi nhánh của tập đoàn Việt Nam TTC Corp diễn ra khi công ty Nhật Bản đẩy mạnh nỗ lực khử carbon để giúp giải quyết biến đổi khí hậu toàn cầu. Thỏa thuận này nhằm đóng góp vào cả tăng trưởng kinh tế và khử carbon ở Việt Nam, ra cho biết trong một tuyên bố. Theo thỏa thuận, sẽ hoàn tất vào tháng 10 hoặc là tháng 11, Chora sẽ mua khoảng 14% cổ phần của GEC từ International Finance Corp và khoảng 21% từ Armstrong Asset Management. GEC là công ty nắm giữ khoảng 600 MW tài sản năng lượng gió, năng lượng mặt trời và thủy điện, bao gồm các dự án đang được xây dựng, đã đặt mục tiêu mở rộng tài sản điện lên 1,7 GW vào năm 2025, chủ yếu là năng lượng mặt trời và năng lượng gió. Sau khi mua lại, tài sản năng lượng tái tạo của Jera thông qua vốn cổ phần sẽ tăng lên gần 2 GW. Jera là liên danh giữa Tokyo Electric Power và Chubu Electric Power. Hơn 2 triệu xích đô cho trẻ sơ sinh và nôi em bé đang được thu hồi vì các nguy cơ gây vướng phiếu và siết cổ của đứa trẻ sau khi một đứa bé 10 tháng tuổi đã chết vì ngạt thở. Ủy ban an toàn sản phẩm tiêu dùng Hoa Kỳ và Tolly Industry đang thu hồi khoảng 2 triệu chiếc xích đu Mamaru và 220.000 chiếc nôi Rockaroo. Việc thu hồi bao gồm các sản phẩm Mamaru Baby Swing for Mom, phiên bản 1.0 đến 4.0 và Rockaroo Baby Rocker for Moms đã nhận được hai báo cáo về việc trẻ sơ sinh bị mắc vào dây đeo ở dưới xích đô Momaru sau khi trẻ đã bò xuống gầm ghế của sản phẩm, theo tuyên bố cho biết. Trong hai báo cáo tai nạn đó, thì một trẻ sơ sinh 10 tháng tuổi đã chết vì ngạt thở và một trẻ 10 tháng tuổi khác bị bầm tím ở phần cổ. Những chiếc xích đô cho trẻ sơ sinh và nội em bé này được bán tại các cửa hàng Bye Bye Baby và Target trên khắp nước Mỹ và trên trang web formoms com và Amazon từ tháng 1 năm 2010 đến tháng 8 năm 2022 và hàng ngàn sản phẩm này cũng đã được bán ở Canada. Số model của Mamaru nằm ở dưới cùng của sản phẩm. Việc thu hồi cung cấp mô hình sử dụng dây đai 3 điểm, số mô hình 4M005 và số mô hình 1026 và số mô hình 1037. Người tiêu dụng có thể liên hệ với Formom để nhận dây đai miễn phí theo tuyên bố hôm thứ Hai. Số model của Rockaroo là 4M012 cũng nằm ở mặt dưới của sản phẩm. 21.000 con cá chết tại một trung tâm nghiên cứu thuộc Đại học California. Khoảng 21.000 con cá đã chết tại trung tâm nghiên cứu thủy sản của một trường đại học ở phía Bắc California vào đêm tuần trước theo một tuyên bố của trường đại học. Sự mất mát dường như là do sự tiếp xúc với clo là một nguyên tố mà những con cá này đặc biệt nhạy cảm đó là tuyên bố từ trường đại học California tại Davis, cho biết trong những loài cá đã chết, có cá tầm xanh, cá trắng cũng như cá hồi sino có nguy cơ tiệt chủng. Theo tuyên bố, chúng đang được sử dụng để nghiên cứu năng lượng sinh học và các tác nhân gây áp lực môi trường trên các loài khác nhau. Trường đại học cho biết họ sẽ mở một cuộc điều tra về cách thức quá trình thất bại của trung tâm. Không có cơ sở nghiên cứu thủy sinh nào khác tại Đại học California Davis bị ảnh hưởng bởi tình trạng này, trường đại học cho biết trong một tuyên bố, nhưng mà họ đã lên kế hoạch đánh giá rủi ro tại một cơ sở có khả năng tiếp xúc với clo tương tự. Clo được sử dụng như là một chất khử độc và thường được tìm thấy trong nước máy. Đó là lý do vì sao việc sử dụng nước máy trong các hồ cá mà không sử dụng chất khử clo là không được khuyến khích. Đó là các bản tin sáng nay trên kênh Culture Channel. Rất cảm ơn sự quan tâm và chú ý theo dõi của quý vị. Và để ủng hộ cho chương trình, xin quý vị nhớ bấm like, comment và share mà khi xem chương trình để giúp phổ biến chương trình này đến nhiều người hơn. Xin cảm ơn quý vị. Tuấn Liêm xin kính chúc quý vị và các bạn nhiều sức khỏe và an lành. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tối nay.